Bip. Quạ quạ quạ. Ngoan. Bim bip và quạ, các bạn nghĩ là con nào sẽ nặng hơn? Trong thực chiến như thế này thì các bạn nghĩ là quạ sợ bim bịp hay là bim bịp sẽ sợ quạ nào? Con nào sẽ phải bỏ chạy khỏi lồng trước? Xin chào tất cả các bạn, rất là vui khi các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ đặt bim bịp và quạ lên bàn cân so sánh các bạn nhé. Không chỉ so sánh về cân nặng như mình vừa nói mà sẽ có rất nhiều những cái chỉ tiêu so sánh khác nữa, chẳng hạn như về ngoại hình, về độ nổi tiếng, về khả năng thuần hóa, khả năng săn mồi và rất là nhiều tiêu chí khác nữa. Về ngoại hình thì như các bạn thấy thì bim bịp hay là quạ thì đều là hai cái dòng chim tương đối là lớn so với mặt bằng chung. Bim bịp thì rất là nổi bật bởi hai cái màu đen và nâu đỏ. Còn em quạ thì trông cũng rất là nổi bật với một cái màu đen tuyền từ mỏ cho tới chân tới đuôi. Không có một cái màu gì khác ngoài cái màu đen cả. Ở cái tiêu chí ngoại hình này thì mình đánh giá là mỗi con nó có một vẻ đẹp riêng, cho nên là tỷ số tạm thời thì sẽ là 1-1 các bạn nhé. Sẽ tùy theo cái gu thẩm mỹ của từng người mà có thể là các bạn sẽ thích cái màu đen tuyền như thế này hay là thích cái màu đen đỏ như là của một chú bim bịp đây. Yếu tố tiếp theo được đặt lên bàn cân so sánh đó chính là độ hot, độ nổi tiếng. Thì quạ thì cực kỳ nổi tiếng với cái câu chuyện là thông minh, biết cắp sỏi, cắp đá để mà bỏ vào bình nước để mà uống nước rồi các bạn. Còn bim bịp thì cũng cực kỳ nổi tiếng bởi hai cái giai thoại. Một cái giai thoại là biết cắp lá về để mà đắp thuốc cho con. Trường hợp mà bịp con bị gãy chân thì bịp bố mẹ sẽ biết đi tìm lá thuốc về đắp cho con. Và một cái giai thoại thứ hai về cái loài bim bịp này thì đó chính là biết cắp rắn, cắp những loài rắn độc về để canh tổ. Cho nên là về cái độ hot, độ nổi tiếng thì mình cũng đánh giá là hai con này thì nó cũng khá là tương đồng so với nhau. Ngoài ra thì bim bịp cũng rất là nổi tiếng bởi vì có thể kết hợp với một vài những cái vị thuốc khác để giúp cho tăng cường sinh lực cho nam giới, tức là rượu ngâm bim bịp đó các bạn. Còn về quạ đen thì cũng khá là nổi tiếng bởi vì có thể dùng để làm thuốc, có khá là nhiều bài thuốc trong dân gian cần sử dụng đến quạ đen. Cho nên là về độ nổi tiếng thì mình tiếp tục đánh giá là hai con này thì cũng 1-9, 1-10. Thì do đó nên là mình nghĩ là về độ nổi tiếng thì cả hai con này thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không có sự chênh lệch rõ ràng gì cả. Hai con đều rất là nổi tiếng trong quan niệm dân gian của người Việt Nam chúng ta. Tỷ số tiếp tục là 1-1 và tổng tỷ số là 2-2 các bạn nhé. Yếu tố thứ ba thì đó chính là khả năng thuần hóa. Thì bim bịp hay là quạ thì khi mà được nuôi từ nhỏ thì cũng rất là thuần, rất là gần gũi, quấn quýt với chủ. Và hai loài này thì nó còn có một cái đặc điểm rất hay, đó chính là biết xua đuổi người lạ. Khi mà chúng ta nuôi quen thì khi mà có người lạ tới nhà chúng ta thì bim bịp hay quạ nó sẽ biết chạy lại để nó xua đuổi các bạn nhé. Một cái đặc tính rất là hay của hai cái loài chim này. Nhưng mà ở cái tiêu chí này thì mình đánh giá là quạ nhìn hơn, bởi vì quạ thì nó có khả năng học theo, bắt chước để mà nói được tiếng người. Cho nên còn bim bịp thì lại không có khả năng đó, cho nên ở cái khả năng thuần hóa thì mình sẽ cho quạ 1 điểm và bim bịp là 0 nhé. Và tổng tỷ số như vậy sẽ là 3-2. Tạm thời đang nghiêng về quạ các bạn nhé. Yếu tố tiếp theo để so sánh thì đó chính là cái thiện cảm của mọi người đối với hai loài chim này thì như thế nào. Thì như các bạn biết thì bim bịp thì xưa nay thì chưa có điều tiếng gì cả. Còn đối với quạ thì trước giờ mọi người, nhất là người dân Việt Nam chúng ta, luôn luôn quan niệm là tiếng kêu của quạ thì là đem tới điểm xấu, điểm gở. Cho nên là nhiều người thì ngại nuôi, không dám nuôi, hoặc là thấy quạ xuất hiện thì xua đuổi. Cho nên là về cái yếu tố mà gây thiện cảm đối với con người chúng ta thì mình đánh giá là bim bịp thì tạo được thiện cảm tốt hơn so với quạ. Cho nên là bim bịp sẽ nhận 1 điểm, còn quạ là 0 và tổng tỷ số sẽ là 3-2 các bạn nhé. Sau 4 chỉ tiêu thì hiện tại tỷ số đang là 3-2, rất là cân bằng, rất là gay gấn các bạn ạ. Cái yếu tố tiếp theo để
để đặt bim bịt và quạ lên bàn cân thì đó chính là cái khả năng săn mồi. Thì như các bạn thấy thì quạ hay là bim bịt nó cũng đều có cái bộ chân với những cái móng vuốt cực kỳ là sắc nhọn. Đó, móng vuốt của bim bịp đây các bạn, cực kỳ dài và sắc nhọn, đặc biệt là cái móng sau dùng để kẹp giữ con mồi này. Thì về bộ móng vuốt ở chân thì mình nghĩ là 1:9:10 cân bằng, nhưng mà bim bịp nó sẽ nhìn hơn ở cái mỏ các bạn nhé. Nó có một cái mỏ hơi cong và cực kỳ cứng và sắc, chuyên dùng để xé xác những con mồi, chẳng hạn như chuột hay rắn, những con mồi rất là cứng, hoặc là ốc chẳng hạn. Còn ở quạ thì mình thấy là nó chỉ có cái mỏ to và dài thôi, nhưng mà về cái độ cứng chắc rồi về cái độ để kẹp xé con mồi thì mình thấy là nó sẽ thua bim bịp ở cái yếu tố này, cho nên là về cái chỉ tiêu so sánh tiếp theo này thì bim bịp sẽ giành được 1 điểm, còn đối với quạ là 0. Và tổng tỷ số sau 5 chỉ tiêu thì sẽ là 4-3. Hiện tại thì đang nghiêng về bim bịp các bạn nhé. Yếu tố tiếp theo và cũng là yếu tố cuối cùng mình sẽ mang ra để so sánh bim bịp và quạ thì đó chính là yếu tố cân nặng các bạn nhé. Liệu rằng sau 5 phần thi bim bịp đang dẫn trước 4-3 thì sẽ có một chiến thắng thuyết phục, hay là quạ thì sẽ vùng lên ở cái tiêu chí cuối cùng này để mà gỡ hòa, kết thúc cuộc thi với tỷ số hòa. Thì đây, ở đây mình có một cái cân đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cân thử ở cái yếu tố quyết định này, một yếu tố mà thể hiện bằng chỉ số, cho nên là không hề có cảm tính cảm quan gì ở đây cả. Mọi yếu tố đều rất là khách quan. Hai chiếc xích như nhau cho nên là mình sẽ giữ nguyên cả xích và cân cả xích các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ xem một em quạ to xác như thế này sẽ có trọng lượng là bao nhiêu. Như vậy là quạ thì sẽ là 5 lạng và hơi mát một chút các bạn nhé. Đó, chúng ta cùng chờ chỉ số của bim bịp để xem là chiến thắng sẽ thuộc về con nào. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi xem là bim bịp sẽ cho ra cân nặng bao nhiêu. Chỉ số của bim bịp là 3 lạng 8 các bạn ơi. 3 lạng 8 cho cân nặng của bim bịp. Như vậy là sau 6 phần thi rất là gay gấn, rất là hấp dẫn thì tỷ số cuối cùng là bim bịp 4 và quạ 4, hai con kết thúc với tỷ số hòa các bạn nhé. Bim bịp thì đã không giữ được cái lợi thế của mình trước cái vòng thi cuối cùng, bởi vì bim bịp thì chỉ có cân nặng là 4 lạng thôi. Còn em quạ thì đã rất xuất sắc để mà chiến thắng ở cái tiêu chí cuối cùng, cực kỳ thuyết phục khi mà đạt tới cái trọng lượng tới 500g, 5 lạng. Sau khi hòa nhau ở các tiêu chí chính thức thì bây giờ bim bịp và quạ sẽ thi đấu hiệp phụ bằng cách là thử xem là trong thực chiến thì con nào sẽ sợ con nào các bạn nhé. Mình vừa để lồng bim bịp và lồng quạ ở gần nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ xem là con nào sẽ phải bỏ chạy trước các bạn nhé. Vừa rồi thì mặc dù là chấm điểm bằng cái suy nghĩ chủ quan của mình thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái tỷ số hòa thì cũng rất là đẹp rồi, rất là hợp lý rồi. Nhưng mà dù sao thì trong thi đấu thì cũng nên có thắng có thua, cho nên là mình cho hai con thi thêm một cái phần thi thử thách thực chiến như thế này nữa, xem là con nào sẽ là con phải bỏ chạy nào. Các bạn nghĩ là bim bịp sẽ phải bỏ chạy hay là quạ sẽ phải bỏ chạy? Mình thì mình nghĩ là quạ thì to xác hơn, nhưng mà như hôm qua mình thấy là một con cú con mà nó xù cái cánh lên mà đã khiến quạ bỏ chạy rồi, cho nên là đối với một con bim bịp trưởng thành như thế này thì mình nghĩ là quạ sẽ phải bỏ chạy trước đấy các bạn. Còn thực tế thì chúng ta sẽ phải chờ xem sao. Như vậy là sau khoảng 3 phút rồi mà chưa con nào chịu bỏ chạy các bạn ơi. Có lẽ là tỷ số hôm nay là một tỷ số hòa rồi các bạn. Bất phân thắng bại, mọi chỉ số đều rất là cân bằng các bạn ơi. Bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào.